đang chuyển mùa nè, cho nên em view đang bị sổ mũi, khó thở, tại vì nghẹt mũi mà sao mà thở dễ dàng được. Nên tối em hơi bị khó ngủ, ba dẫn đi gặp bác sĩ gia đình của em view. Để xem thử bác sĩ gia đình có cách thức nào làm cho em mau hết sổ mũi không, hết nghẹt mũi không. Đây vô khám không, bác sĩ cho cái này về uống nè. Nó cái này nó rất là xếp thì nó rất là an toàn cho mấy chị em từ 1 tháng tới 11 tuổi, nó không có gọi là mấy chất kháng sinh đó. Nó về uống này thì nó sẽ mau mau hết sổ mũi hơn, sẽ dễ thở hơn đó. Thì bên đây có chuyện gì cứ lại gặp Family Doctor. Chi phí rồi mấy cái thuốc sample này tất cả là được miễn phí, được bảo hiểm của tỉnh bang nó cover hết. Rồi, sẵn tiện là cho em William uống luôn nè. Sáng giờ chưa uống rồi phải Sáng giờ em chưa cho uống. không? À, một ngày uống khoảng chừng 3 lần. Năm cái này uống được khoảng chừng 2 ngày. Cái này nó sẽ vặn ra thôi, xong rồi đưa vô miệng em nó. À, mở sẵn luôn kìa. Chắc nó cũng hơi ngọt ngọt chút chút quá, cho Hơi 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 cho đúng chị rồi. em nó thích. Em có thử rồi, hơi ngọt ngọt. Lắng hết đây Xong Will. rồi con, xong rồi. Hết hả? À hết Xong rồi. rồi. Đi nó kêu hết rồi á. Đó rồi, con ngồi đang mưa lất phất rất lãng mạn đó. Will nhìn trời mưa rồi, lãng mạn chưa? Mau hết bệnh nha Will, mau hết sổ mũi nha Will. Thì bác sĩ nó không vấn đề gì cả, mấy em bé thì nó phải bị mấy cái lặt vặt này để cho cái sức đề kháng của nó có, để sau này lớn lên á nó sẽ fight, nó sẽ đấu lại được mấy con vi khuẩn đó. Nói chung là phải có sức đề kháng. Và ở bên đây thì mấy chị em thì thông thường người ta không có đưa thuốc kháng sinh đâu, khi nào bị nặng lắm á mới mới đưa thuốc kháng sinh. À, chuyển mùa mà, chuyển mùa phải bệnh cái cho nó có sức đề kháng chứ, đúng không? Chuyện hết sức bình thường. Đó rồi, ngắm ngắm trời đất tiếp đi. Dạ rồi, thì sẵn cái nhân dịp mà mình đưa nhóc đi khám á, mình mới xin nhắc lại với mọi người như thế này nè. Cái quyền lợi của du học sinh, cái quyền lợi của các anh có work permit, có nói chung là có bất kỳ ai cũng vậy, có cái bảo hiểm của tỉnh bang là được quyền lợi gần như là giống nhau nha. Được đi khám bác sĩ, được đi siêu âm, được đi xét nghiệm, được đi mổ, sẽ có thể là du học sinh được đi đẻ, được cover luôn tiền đẻ luôn á. Nó tùy vào tỉnh bang. Thì bây giờ để làm sao mình biết được là cái bảo hiểm của du học sinh hay là bảo hiểm của work permit mình nó được cover mấy cái đó, thì đơn giản lắm. Các bạn cứ cầm cái thẻ bảo hiểm của các bạn đó lại văn phòng bác sĩ gia đình, nó người ta kiểm tra là ra hết. Ở bên đây trước khi người ta chữa bệnh là người ta phải coi cái bảo hiểm của mình. Nếu như mà bảo hiểm nó không cover là người ta sẽ báo cho mình biết. Cho nên á, hồi trước á, cái clip trước mà mình nói là đi khám bệnh chữa bệnh miễn phí mà tại vì du học sinh với lại quốc không biết đó đóng thuế cho đất nước Canada, thì có một anh nói á là du học sinh mà đóng thuế gì. Ồ, anh này lầm rồi nha, không phải những người đi làm có income mới là đóng thuế nha. Du học sinh á, cái tiền mà đóng tiền học á, đó là thuế quá trời, trong đó dân ở đây người ta đóng tiền học rất là ít, hoặc là được chính phủ họ cho tiền đi học luôn đó. Nội cái tiền học không là quá cho thuế trong đó rồi, nào là đi shopping, đi đổ xăng, đi thuê nhà có đóng thuế nữa, tại vì chủ nhà họ lấy tiền thuê nhà đó, họ phải khai income, họ phải đóng thuế cái tiền thuê nhà đó. Rồi đi xe bus, trong cái tiền xe bus cũng sẽ có thuế trong đó. Nói chung là tất cả mọi thứ, đi chơi, đi mua sắm, đi shopping là có thuế trong đó hết. Cho nên các bạn du học sinh, các bạn, các anh chị qua đây là lao động có work permit phải nắm được cái quyền lợi của mình đó. Và một cái quyền lợi nữa là ngoài cái y tế mà mình chia sẻ đúng không, còn một cái nữa đó là cái tiền GST, cái tiền mà mỗi quarter, mỗi tháng, mỗi quý chính phủ sẽ trả lại cho những bạn du học sinh, những anh chị work permit này. Những người mà work permit là chắc chắn là phải đi khai thuế rồi, là sẽ được cái GST, đó là điều đương nhiên rồi. Tuy nhiên những du học sinh ở bên đây khi mà vô chuyên ngành là cũng sẽ xin được work permit, cho dù bạn du học sinh này không có income, không có thu nhập, nhưng mà bạn đi khai thuế thì mỗi quarter bạn sẽ vẫn lấy được lại 100 mấy, tùy tỉnh bang, tùy vào cái income của bạn mà người ta cho. Cho nên những bạn du học sinh mà có work permit rồi, có số sinh, có số social rồi á, mỗi năm cứ đi khai thuế đi, mình chắc chắn với bạn luôn là mỗi quarter các bạn sẽ lấy được 100 mấy. Cái tiền này là chính phủ hỗ trợ lại cho bạn, họ trả lại cho bạn. Các bạn phải biết rằng mình đóng thuế cho tỉnh bang và đóng thuế cho nước Canada, các bạn phải được những quyền lợi đó, chứ không phải là các bạn đang làm trò này trò nọ để lấy tiền, không có đâu. Các bạn đóng thuế vô các nước Canada rất nhiều, một năm các bạn đóng mười mấy ngàn tiền học lận, tiền thuế trong đó rất là nhiều, tại vì cái dân ở đây á người ta không có đóng nhiều như bạn các bạn đâu. Cho nên các bạn phải nắm được cái quyền lợi của mình đó. Thì mình chia sẻ hai cái quyền lợi cho các bạn du học sinh mà các anh chị work permit
phải biết được đó là cái y tế và cái đi khai thuế lấy lại cái tiền GST. À, thì sau khi mà gặp bác sĩ xong á thì thằng cu Will này á, thì bác sĩ nói là chỉ dùng nước muối xử lý thôi, xịt rửa mũi nó xong rồi hút ra, xong rồi xài cái thuốc đó một ngày 2-3 lần gì đó để cho nó giảm cái nghẹt mũi và thở dễ hơn. Từ từ Will, đường đèn đỏ xíu cũng la. Rồi đó thì mình sẵn cơ hội này mình cũng chia sẻ với các bạn hai vấn đề, đó là các bạn du học sinh work permit phải hiểu được cái quyền lợi y tế, hiểu được cái bảo hiểm của mình nó cover cái gì đó. Và cái thứ hai là mỗi năm các bạn du học sinh cho dù là không có income mà có số social, có số xin để mà đi làm á, cái work permit á, là cứ đi khai thuế cho mình, là mình là các bạn mỗi quarter các bạn sẽ lấy lại được cái tiền GST nha. Các bạn nhớ vấn đề đó nha, rất là quan trọng. Các bạn qua đây du học, các bạn đóng thuế khá là nhiều cho tỉnh bang BC, khá là nhiều cho nước Canada. Các bạn phải hiểu được cái quyền lợi của mình. Đây là cái quyền lợi của mỗi người du học sinh nha, chứ không phải là các bạn đang làm trò này trò nọ để lấy mỗi quarter 100 mấy đô, không phải. Đó là chính phủ Canada họ hỗ trợ, họ trả lại cho bạn. Đó, dùng từ trả lại là chính xác nhất, chứ không phải là bạn được đâu. Bạn đừng nghĩ bạn được. Không có, bên đây là tất cả mọi người dân họ phải đi làm đóng thuế hết. Và chính phủ trả lại như thế nào á, là tùy vào income của mỗi cá nhân, của mỗi gia đình, chứ không phải là bạn được đâu. Bạn dùng từ bạn được thì cũng đúng thôi, tại vì bạn đã trả rồi, tự nhiên các bạn lấy lại được số tiền đó, bạn nghĩ bạn được. Nhưng mình phải dùng từ chính xác nhất là bạn lấy lại, gọi là tax return, bên này gọi là tax return, money return. Nói chung là cái tiền nó return, nó trả lại, chứ không phải là dùng từ được. Được có nghĩa là tự nhiên mình không có làm gì hết mà mình được. À, thì ở bên đây cũng sẽ có những người không làm gì hết mà vẫn được. Tuy nhiên những cái thứ đó mình không có muốn chia sẻ trên cái channel này của mình. Nhưng mà những bạn du học sinh, những anh chị qua đây làm work permit, nó đã đóng góp vô Canada, đã đóng vô thuế của Canada, thì phải hiểu được cái quyền lợi của mình. Đó, và là về cái y tế và về cái tax return. Hai em đang ngậm apple, ngậm táo. Chục. Cười nữa, ngậm mà cười nữa hả? Sao Will? Ngậm đi. Cười gì mà cười? Đi ngậm chục. Chục. Gì Ti? Ngon quá hả? Chua quá hả? E vậy? Ti biết không? Ti ồn quá. Ti ngậm có rồi mà sao còn lấy của em? Mình có rồi còn lấy của em nữa. Bư. Ngậm vui rồi nha. Ti ngậm vui ra. Chục. Mà Quy giận rồi, Quy giận nó đập luôn rồi. Chưa?